Hello, xin chào các bạn. Cuối cùng thì ngày này đã tới. Hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các bạn 5 chai nước hoa mùa hè ở phân khúc cao dành cho các anh em. Nói là cao ở đây thôi thì như mọi năm chúng ta vẫn sẽ chỉ là trên 3 triệu đồng. Và năm nay cũng là một năm kinh tế khá là khó khăn. Mình hiểu và mình biết điều đó. Thế nên những lựa chọn mà mình đưa ra ở đây đều mang cái tính đa dụng khá nhiều. Một trong những cái mà để các bạn có thể tiết kiệm chi phí hơn. Và các bạn có muốn đoán thử xem đó là những lựa chọn nào hay không? Nếu như là ngần ngại đoán thì xin phép được lật mở từng cái tên và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nói ở đây đó là một sản phẩm đến từ nhà Clyde Kingston. Nếu như bạn chưa quên thì cách đây khoảng tầm 2 đến 3 tháng mình có review một chai nước hoa, đó chính là chai Crab Apple Blossom của nhà Clyde Kingston. Và mình cũng không có chai nước hoa đó ở đây vì mình cũng đã trình bày rằng đấy là chai nước hoa mình mượn được. Với cá nhân mình thì một sản phẩm đến từ nhà Clyde đang rất rất hot ở thị trường Việt Nam. Thì ngoài cái việc là một sản phẩm cao cấp ra, những cái giá trị về thương hiệu thì các bạn cũng cần phải có được một mùi hương, có được cái hiệu năng tốt. Và với mình có lẽ để lựa chọn ra một sản phẩm mà dễ tìm kiếm ở thị trường Việt Nam thì Crab Apple Blossom trong bộ sưu tập Crown của nhà Clyde là một trong những con mà các bạn rất 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 đáng thử qua. Và đối với cá nhân mình ấy, thì bộ sưu tập Crown này cũng có thể nói là tiền thân của thương hiệu Clyde Kingston. Về cái lịch sử của thương hiệu này thì tôi cũng đã làm một cái video khá là chi tiết và cụ thể rồi. Mình cũng sẽ dẫn link ở đây để cho các bạn nào có thể có nhu cầu muốn xem kỹ hơn về Clyde cũng như là về review về mùi hương đấy. Về cơ bản thì đối với mình, Crab Apple là một trong những mùi hương các bạn có thể mặc được mọi lúc, mọi nơi, mọi dịp. Và hiệu năng của nó so với những chai nước hoa mùa hè của nhà Clyde hay là cả ở cùng phân khúc với nó, hiệu năng cũng rất rất tốt. Và đặc biệt là đến từ thương hiệu Clyde nữa, dành cho những bạn nào đam mê những thương hiệu cao cấp, xa xỉ thì đây là một trong những lựa chọn mà các bạn hoàn toàn không thể bỏ qua. Và để tóm gọn lại em nó thì sẽ chỉ có một câu thôi, đó là các bạn cứ hình dung mở đầu với cái nét ngọt giòn của táo xanh. Khi mà dry down các bạn nhận thấy cái nét hơi ngầy ngậy béo béo kết hợp và kéo dài xuyên suốt, một trong những cái mùi hương mà mình đánh giá cực kỳ cao. Thế nên là nó xứng đáng có một vị trí ở trong list nước hoa mùa hè năm 2024. Cái tên số 4 là một trong những chai nước hoa mình xài rất nhiều và có thể nói rằng mình rất ưng ý khi mua em nó. Trong số những chai nước hoa mà mình mua một năm qua, đó chính là Guerlain Nelolia Forte Vetiver. Đây, mình sẽ zoom sang cái cam này để cho các bạn có thể nhìn cái. Đợt này tôi đang mang bố trí lại sáng, có thể có những chỗ nào mà nó không được tốt thì các bạn có thể gợi ý cho tôi. Có thể nói rằng Aqua Azelolia là một bộ sưu tập mùi hương của nhà Guerlain gần như sinh ra dành cho khí hậu nhiệt đới. Có nghĩa là với khí hậu ở Việt Nam nắng nóng quanh năm thì bộ sưu tập này có thể là tầm 70-80% bộ sưu tập dành cho cái khí hậu ở Việt Nam. Nên là các bạn có thể blind buy rất nhiều mùi hương trong này. Và mỗi một mùi hương thì họ cũng có những cái phiên bản như là phiên bản gốc, phiên bản Harvest và phiên bản Forte. Ở trên tay mình đây là Forte Nelolia Vetiver. Ngoài ra thì mình cũng đã có một cái video làm chi tiết về lịch sử của nhà hương này, một trong những nhà hương có đóng góp cho cái sự phát triển của ngành công nghiệp nước hoa trên thế giới rất lớn. Và đến ngày nay nó vẫn đang trụ vững và đưa ra những sáng tạo phải nói rằng rất 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 đáng sở hữu. Một trong những thương hiệu mà các bạn có thể blind buy gọi là không phải suy nghĩ quá nhiều. Và ngoài ra thì mang cái tính sưu tầm thì cũng có bộ sưu tập La Materie. Đây là mùi hương mà mình mua tại một lần khai trương, được mời đi khai trương store Guerlain ở Hà Nội trên phố Phan Chu Trinh. Thử em nó cái là tôi mê luôn. Nếu như mà các ông Hà hỏi rằng cái phiên bản Harvest của Nelolia Forte như thế nào thì với tôi thì tôi thấy rằng em nó có phần lên kẹo nhiều hơn. Còn đối với phiên bản này thì nó có cái cảm giác xanh nhiều hơn. Đấy là thứ mà tôi luôn luôn hướng tới. Và tôi là fan của Bergamot 22, thế nên là tôi cũng rất thích mùi hương này. Về chi tiết của phần mùi hương thì khi các bạn xịt Nelolia Forte Vetiver ra như thế này, các bạn sẽ ngay lập tức ngửi thấy một cái vai mùi xanh cùng với mùi của Neroli rất là ngào ngạt. Để dễ hình dung thì các bạn cứ hình dung là một bông hoa trắng, nó chưa bung nở, nó vẫn có một cái phần nụ và những cái phần gọi là
cái phần xanh xanh ôm lấy cái phần hoa ấy, và các bạn sẽ dùng tay của các bạn để bóc những cái lớp xanh ra để cho bông hoa nó bung nở, và rồi các bạn dí mũi vào. Cái mình thích nhất ở đây đó chính là cái nét xanh của Forte Nerolia Vetiver, nó làm cho mình có một cái cảm giác gần như rằng kéo mút hoặc là kiểu tăng năng lượng rất là nhiều. Đây cũng là một trong những cái mùi hương mà mình rất thích ở phần top note, và mỗi buổi sáng khi mà mình cần một cái tinh thần làm việc nó sảng khoái, nhiều năng lượng thì đây cũng là mùi mà mình mặc thường xuyên, hoặc là những ngày nào mình cần kéo mút để đi gặp những đối tác, những cái người để giải quyết công việc thì đây cũng là mùi mà mình mặc rất nhiều. Hôm trước thì tôi có đi sự kiện của khai trương của La Lute thì tôi cũng mặc mùi hương này. Cái outfit của tôi thì tôi cũng sẽ để ở đây để các bạn có thể nhìn thấy. Try down của mùi hương này thì nó cũng không phải là một mùi biến chuyển quá nhiều. Thế nên là nếu như bạn đang mong chờ rằng Forte Nerolia Vetiver sẽ giúp cho các bạn có được cái trải nghiệm mùi hương giống như người ta review là bạn sẽ thấy tầng tầng lớp lớp, thì không. Em này chỉ đơn giản rằng cái nét xanh nó sẽ dịu bớt xuống, ở khoảng giữa nó sẽ lên hoa và một chút ngọt, hơi béo béo, sáng. Và cái vetiver ở đây nó chỉ là cái nét để điểm xuyến, để cho mùi hương có một cái sự vững chãi và có phần nam tính hơn. Thế nên là bạn cứ xác định đây sẽ là chủ đạo của mùi neroli. Đó, thì các bạn sẽ cảm thấy trải nghiệm mùi hương này nó sẽ rất là dễ chịu. Và đặc biệt rằng em này ấy, thì các bạn cũng có thể hoàn toàn mặc với rất nhiều outfit khác nhau. Các bạn có thể mặc như mình trong hôm đi sự kiện này, hoặc là các bạn có thể mặc nó đi biển với những chiếc áo, với những chất vải linen, vải đũi, với tông màu sáng, quần short, đi một đôi sỏ ngón, đi biển, đi chơi. Hoặc là các bạn cũng có thể ăn mặc lịch sự với những lựa chọn là chất vải linen hoặc là vải màu sáng, sơ mi đóng thùng thì rất rất hợp. Một trong những mùi hương mà mình nghĩ rằng nó đủ phóng khoáng, nó có được cái sự tươi mới và một cái nét thanh lịch dành cho những bạn nam, không quá mạnh mẽ nhưng cũng không quá mềm yếu. Nerolia Forte Vetiver là một trong những con cực kỳ tốt. Và cái điểm mình thích nữa đó chính là cái hiệu năng của nó rất tốt. Từ cái độ lưu hương trên da mình trung bình là tầm 6 đến 7 tiếng, và cái độ tỏa hương thì phải nói rằng rất rất ổn. Có thể nói rằng là hơn nửa cánh tay, đặc biệt là với những ngày trời nóng thì nó còn tỏa cực kỳ tốt nữa cơ. Nhắc tới nước hoa mùa hè năm 2024, chắc chắn không thể bỏ qua làn sóng đang rất chen của Sergio, đúng không? Năm nay thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn đó chính là Sergio Nio. Tại sao không phải là Manfisto, tại sao không phải là Renaissance hay là Torino 21? Đây, Torino 21 thì tôi cũng đã có ở đây rồi. Renaissance thì cũng đã từng thử qua rồi. Và với tất cả những sáng tạo đang phổ thông ở trên thị trường rất nổi, rất hot của nhà Sergio thì mình vẫn lựa chọn cho các bạn Nio. Thứ nhất đó chính là đối với cá nhân mình, hai cái lựa chọn đầu tiên mình đưa ra cho các bạn đều là một cái vai những bạn nam có phần khá là thanh lịch, không quá là gò bó về cái phần phong cách và xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ. Còn đối với Nio này sẽ là một trong những mùi hương dành cho bạn nào thích xuất hiện với một hình ảnh của, kiểu ngửi thấy là cái sự nam tính, là thấy sự khỏe khoắn và mạnh mẽ ở trong mùi hương. Thế nên là những lựa chọn như kiểu Torino 21 là một mùi bạc hà, hay là Manfisto và Renaissance nó không hề phù hợp. Nó có sẽ, nếu như tôi cho vào thì nó sẽ có phần đụng hàng với những cái sáng tạo gợi ý ở cái phần đầu. Nên là Nio là một trong những con mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn nam muốn cái sự nam tính. Mùi hương này thì các bạn có thể xem lại review kỹ, các bạn sẽ nhận thấy đó là cái nét xanh có đắng rất rõ rệt và có cả suy chút, là một trong những cái mà gần như rằng vốn có của những nhà nước hoa đến từ Ý, đặc biệt là thế mạnh của nhà Sergio. Thì em này khi các bạn trải nghiệm, các bạn sẽ thấy rằng cái nét đắng nó tạo nên cho cái phần người mặc được một cái cảm giác rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ. Nó không có cái phần kiểu phóng khoáng như là ở Guerlain hay là ở Clyde, mà hình ảnh các bạn nó sẽ xuất hiện với cái sự lực lưỡng, cái sự khỏe khoắn nhiều hơn. Nio và đối với cá nhân mình thì Torino 21 hay ho thú vị ở phần top 1 đấy. Nhưng mà chân ái của đời tôi thì của nhà Sergio bảo tôi chọn đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn sẽ chọn Nio. Không biết là có bạn nào ở đây là fan của Nio không, các bạn có thể feedback ở cảm nhận ở bên dưới. Đối với Nio thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có cái xu hướng là mặc những cái đồ nó hơi ôm body một tí, khỏe khoắn một tí. Mấy anh chàng tập gym ấy, hoặc là các bạn có thể tự tin đi biển mặc mùi hương này.
cởi trần, body 6 múi, mặc một chiếc quần đùi. Hoặc là đối với những cái ngày mùa hè mà có phần mát mẻ, các bạn có thể đóng những cái bộ âu phục mà nó có những cái khuôn khổ nhất định, nhiều nếp gấp, hoặc là theo những nguyên tắc chứ không phải là theo cái kiểu thời trang Ý. Thì con Neo này có cảm giác là cái nét đắng nó tạo nên một cái sự gọi là kỷ luật hơn so với những cái mùi hương của nhà sơ dốt như là Torino, như là Manfisto. Vì thế nếu như các bạn không muốn nghiêng hoa, không muốn mùi hương của bạn quá là unisex, các bạn cần sự khỏe khoắn và cần đúng một cái mùi dành cho nam. Vì với mình thì cái nét đắng ở trong này các bạn nữ chưa chắc là thích, nhưng mà với hai con kia cho các bạn nữ ngửi, có khi các bạn ấy vẫn có thể lựa chọn mặc vào mùa hè. Ở vị trí số 3, Neo của Sergio, một trong những mùi hỏi tôi có mua hay không, chắc chắn tôi sẽ mua con này của nhà Sergio. Nhỏ nhỏ xinh xinh không? Đây là Juniper Sling của Penhaligon, và đây cũng là chai nước hoa ở vị trí số 2. Và nếu như bạn nào đang ở Nhật, các bạn thấy được chai nước hoa này thì riêng về cái việc là các bạn mua thôi, mình sẽ gật đầu lia lịa, mua đi. Tại vì dù các bạn có dùng hay không, hay là các bạn mua về để bán ở thị trường Việt Nam, thì các bạn cũng sẽ đều là một khoản đầu tư có lãi. Tại sao mình lại nói như vậy? Đối với mình thì Juniper Sling đến thời điểm hiện tại thì các bạn có thể rất khó mua hoặc tìm thấy ở những cái shop nước hoa phổ thông ở mọi miền ở trên miền Nam nhé, ở Việt Nam nhé, kể cả miền Nam hay là miền Bắc cũng thế. Chai này thì nó đã ngừng sản xuất rồi, nhưng mà ở bên Nhật ấy, thỉnh thoảng nó vẫn có một cái nguồn hàng. Và Juniper Sling là một trong những cái phần mùi hương dành cho mùa hè mình rất rất thích. Và đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa mua được chai gốc của chai nước hoa này. Vì thế thì tôi đã mua cái bộ vial, đây là bộ mini của nó. Và Juniper Sling nó sẽ giải quyết cái câu hỏi, đó chính là em muốn tìm một mùi gỗ cùng với cam chanh dùng được mùa hè. Con này thì khi các bạn mở đầu, các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi mà hơi kiểu tiêu the the, không phải là cái hơi hướng tiêu cay nồng ấm đâu nhá, mà là sẽ hơi hướng như kiểu các bạn rắc một chút bột tiêu và rồi cùng với những cái phần vỏ cây ngửi hơi hướng thảo mộc. Vì ở trong này người ta sử dụng một nguyên liệu, đó chính là juniper. Juniper thì dịch là quả bách xù, và bách xù thì được sử dụng ở trong những cái đồ uống như là những cái loại rượu gin tonic, rượu gin này. Ở trong nước hoa thì juniper cũng sử dụng rất rất nhiều để tạo ra một cái hơi hướng gỗ mát mẻ dành cho mùa hè. Thì ở đây cái phần top note các bạn cứ hình dung một chút tiêu cay cùng với bột gỗ thảo mộc lên rất là dễ chịu. Phần dry down của juniper thì các bạn nhận thấy nó như kiểu là thêm một chút đường, một chút cam ngọt vào cái ly rượu gin của các bạn. Ông Hào mà nếu như mà chưa biết mùi như này nào ấy, các ông lên quán cocktail, các ông bảo là cho anh một ly gin tonic xong rồi cho anh thêm nhiều đường một tí, nhiều nước đường ấy, thì các ông sẽ hình dung ra Juniper Sling. Juniper Sling ở phần top note ấy, nó tạo ra một cái vai nam tính vì nó có gỗ, nhưng nó lại tạo ra một cái vai hơi cổ điển. Nên là ngửi chai nước hoa này nó sẽ không phải là cái hơi hướng là ngửi ra nhiều cam chanh như là ở những cái sản phẩm như Sergio hay là của Ghét Lăng như lúc ấy mình vừa giới thiệu, mà nó tạo ra một cái vai mùi sáng bột gỗ nhiều hơn là cam chanh. Và cảm giác nó sẽ rất classic, kiểu nước hoa cũ ngày xưa đó. Và cái thứ hai đó chính là về cái phần mùi hương của em này ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi trưởng thành ngay về độ tuổi. Và mình nghĩ là các bạn nam nào mà tầm 25 đến 27 đang tìm cho mình một cái mùi mà gỗ cùng với cam chanh lưu tốt, thì đây là một trong những con rất ok. Nếu như các bạn thực sự không thích cái phần top note của nó thì các bạn cũng từ từ tầm nửa tiếng sau thôi, thì các bạn sẽ thấy cái nét ngọt của cam xong rồi kiểu một chút đường mix vào trên cái nền bay gỗ, và nó tạo nên một cái mùi hương vô cùng nịnh mũi. Nó cũng có thể làm mình nhớ tới một phần nào đó của Black Panther Alexandria hay là Bulgari Tiga đó, đều là hơi hướng làm có phần classic và rất là phù hợp với văn phòng. Juniper Sling thì với cá nhân tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể ăn mặc theo cái kiểu quần jean với một chiếc áo polo có cổ, hoặc là âu phục linen, nhiều phong cách, nhưng mà các bạn sẽ không phải là một cái thứ kiểu lựa chọn những cái mùi mà tỏa ồn ào cho những người xung quanh. Em này thì trên da tôi lưu ổn nhưng mà tỏa rất nhẹ nhàng. Các bạn muốn những người xung quanh của các bạn ngửi thấy mùi hương thì các bạn phải tiếp xúc ở một khoảng cách đủ gần. Độ hòa hương em này sẽ khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu thôi, và nó sẽ bền bỉ skin sen ở trên tay. Vì thế thì mình nghĩ rằng là con này sẽ phục vụ bản thân nhiều hơn.
Lưu rất ổn nhá. Trên da tôi khoảng tầm cũng 7 tiếng ấy, không phải là một lựa chọn quá tệ đâu. Chỉ có mỗi cái vấn đề là em này có phần nhất là hơi classic và thứ hai là rất là khó kiếm ở trên thị trường. Nhưng mà nếu như ai đang có ý định nhá, hoặc là các bạn đang từng có chai nước hoa này rồi mà các bạn đang muốn bán, thì các bạn hãy bình luận lên để tôi có thể chủ động inbox các bạn. Tôi rất thích mua chai nước hoa này, Penhagen của Juniper Sling. Đặc biệt là em nó đến từ thương hiệu Anh Quốc, và nước hoa Anh thì mang được một cái vibe classic rất là rõ rệt, khuôn khổ, nguyên tắc, nhưng mà xài hè đỉnh chóp. Bóng hòa bên Nhật nhìn thấy nhớ mua nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lựa chọn cuối cùng, một trong những lựa chọn mà tôi cũng rất lăn tăn khi cho vào. Tại vì ở cái phân khúc này các bạn có xu hướng lựa chọn những cái vibe mùi nó neat, nó độc đáo hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những người bắt đầu tìm hiểu, thì đây là một trong những con mà tôi sẽ recommend cho các bạn, đó chính là Argos Perfume. Nghe thì có vẻ lạ đúng không? Tại vì tôi từng bảo rằng Argos không phải là một thương hiệu niche, là gọi là tập trung vào cái cá nhân hóa quá nhiều trải nghiệm. Nhưng mà Argos là một trong những thương hiệu mà các bạn có thể sưu tầm rất đẹp này, tiếp cận ở thị trường Việt Nam cũng dễ, và mùi hương thì cũng khá là dễ dùng. Argos cũng sử dụng một nốt hương đó là Juniper ở trong này. Nó có sẽ có nét tương đồng một phần nào đấy với con Juniper Sling. Nhưng ở Argos này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy cái mùi chanh ủng. Đấy, chanh có phần chín, hơi ủng ủng, kết hợp với cái nét của Juniper rất là rõ rệt. Và nếu như bảo mình con này với con Juniper ấy, thì con nào sẽ hay ho hơn, thì Argos nó sẽ dày mùi hơn, nó sẽ trẻ trung hơn. Và khi mà mùi hương này thoai đao đâu đó khoảng tầm 15 cho đến 30 phút thì Argos bắt đầu có sự biến chuyển và có gợi nhớ ra một cái vibe hơi kiểu mùi kiểu rêu ở những cái cạnh bờ sông, bờ suối. Đấy, nó tạo ra một cái sự tươi mát, hoa cỏ, thủy sinh. Rồi các bạn cũng sẽ nghĩ tới một chai nước hoa rất là phổ biến ở trên thị trường, đó chính là Acqua di Gio, Acqua di Gio EDT hoặc là Acqua di Gio EDP. Nghe thì có vẻ kiểu chai nước hoa đâu đó 4-5 triệu mà lại ra mùi Acqua di Gio. Nhưng ở cái phiên bản Argos Perfume này, nó sẽ là một cái phiên bản gọt rũa chỉn chu hơn, hoàn thiện hơn, và nó trưởng thành hơn. Những cái gì mà Acqua di Gio mà các bạn cảm thấy hụt hẫng, các bạn muốn tìm một cái mùi hương giống Acqua di Gio, thì Argos Perfume sẽ làm được cho các bạn điều đấy. Quen thuộc, an toàn, phân khúc cao, mà con này hiệu năng còn tốt nhá. Thực sự là đến thời điểm hiện tại thì giò EDP đâu đó tầm 2 triệu 2,5 triệu, Argos Perfume tầm 4 triệu, cũng không phải là chênh nhau quá nhiều. Chưa kể là thiết kế còn đẹp nữa, thì các bạn hoàn toàn có thể thử qua em nó. Đây là một con mà tôi cũng rất là lăn tăn trước khi tôi cho vào video lần này. Dù gì trong một lít nước hoa thì chúng ta cũng cần phải có những cái chai nước hoa dành cho những người có xu hướng cá nhân cao. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn phải cần có những lựa chọn dành cho những người mới, đúng không? Argos Perfume là một trong những mùi mà các bạn hoàn toàn có thể thử trải nghiệm của nhà nước hoa đến từ Mỹ này. Việc trải nghiệm nó thì các bạn có thể ra Nam Perfume hoặc là ở trên những cái nền tảng mạng xã hội khác nhau, như bên Blanc cũng có bán. Con này thì lưu trên da tôi rất ổn nhá, trung bình khoảng tầm 7 đến 8 giờ. Và độ tỏa hương thì tôi thấy rằng là cũng khá là dễ sử dụng, khoảng tầm đâu đó nửa cánh tay và duy trì khá là lâu. Argos Perfume thì cũng rất là hợp với những anh em làm văn phòng kiểu nhà nước, cần những cái mùi nó vừa phải, không gây khó chịu nhưng cũng không quá là thu hút. Đó, thiết kế thì các bạn có thể tự nhìn và đánh giá nhé. Ngoài ra câu chuyện của bên cạnh của nó thì cũng rất là ok. Bạn nào dùng rồi thì rất mong các bạn có thể feedback cảm nhận ở bên dưới. Đó. Và với 5 gợi ý nước hoa mùa hè ở phân khúc cao dành cho nam, hy vọng rằng các bạn có thể có những lựa chọn mới mẻ để có thể list vào danh sách những chai cần phải mua trong hè năm 2024. Và đương nhiên thì sau video này thì sẽ là một vài video review những chai riêng như là Torino 21, rồi một vài mùi hương khác. Và list nước hoa nữ dành cho phân khúc trên 3 triệu sắp tới cũng sẽ lên sóng với rất nhiều những lựa chọn mới lạ. Đặc biệt là năm nay tôi còn đầu tư những cái mùi hương hay ho hơn của nam rất rất nhiều. Thế nên đừng tiếc cho mình một like, share, ấm nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!